Xin kính chào và kính chúc quý vị và các bạn năm mới, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức mùng 3 Tết Canh Tý của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ công nhận hai bảo vật quốc gia của Hưng Yên. Mùng 3 Tết Thầy, tôn sư trọng đạo, một nét đẹp cần phát huy. Về làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, nơi đi vào câu ca, đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Chùm phỏng vấn mong ước kỳ vọng đầu xuân của lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về thăm Lạc Dục, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở huyện Tiên Lữ. Một cá nhân bị phạt 35 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 3 Tết Canh Tý, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đình làng Đào Xá. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đình Đào Xá có kết cấu kiến trúc hình chữ nhị gồm 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Đình là nơi tôn thờ Thành Hoàng Vũ Thiên Nguyên thời Hùng Duệ Vương cùng Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng thời Lý, là những người có công dẹp giặc. Trong kháng chiến chống Pháp, đình có hầm bí mật, là nơi hoạt động của nhiều cán bộ, cũng là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của xã Vĩnh Xá vào năm 1947. Thời kỳ chuẩn bị cứu nước, đình Đào Xá là nơi sơ tán an dưỡng của các đồng chí trong đoàn cán bộ 251 quân khu 3. Đồng thời là địa điểm mở lớp học cho con em trong làng, nơi tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Hiện đình Đào Xá còn lưu giữ 21 sắc phong từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn, 5 bia đá tượng Vũ Thiên Nguyên, Ngọc Phả, Kiệu Bát Cống. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là Bảo vật Quốc gia đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có hai bảo vật quốc gia, đó là tượng đá Chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và bia cổ Việt thôn Diên Phúc, tự Bi Minh, Chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tượng đá Chùa Hương Lãng hay còn được gọi là tượng ông sấm được tạo tác từ chất liệu đá xanh nguyên khối, có niên đại từ cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12. Tượng thể hiện linh vật sư tử trong tư thế phủ phục trên bệ đá. Tượng đội tòa sen tạo thành bệ đá lớn mang đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc thời Lý. Bia cổ Việt thôn Diên Phúc tự Bi Minh, Chùa Cảnh Lâm có niên đại thời Lý, có chiều cao 142cm, rộng 83cm, dày 16cm. Đây là tấm bia quý cả về mặt tư liệu lịch sử và nghệ thuật trang trí điêu khắc đá thủ công độc đáo của nghệ nhân thời Lý. Với hai bảo vật trên vừa được công nhận cùng với tượng vật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Mỹ Sở được công nhận trước đó, thì hiện nay tỉnh Hưng Yên đã có 3 bảo vật quốc gia. Đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Câu ca đó nói về quê hương của hai danh nhân. Một người là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, một người là Tể Tướng, nhà sử học xuất sắc thế kỷ 17, Tể Tướng Phạm Công Trứ. Nơi đó là làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Làng trước đây có tên gọi là Liêu Xuyên. Vào năm 1185, làng Liêu Xuyên xuất hiện ông Trạng Đỗ Thế Diên. Từ cậu bé quét lá đa, con nhà nông dân nghèo khó, nổi tiếng thông minh, học một biết mười, ông giành bảng vàng và là người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông xưa được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Phạm Công Trứ sinh năm 1599, vào thời Lê Trung Hưng, trong một gia đình nho nghèo. Thuở thiếu thời, Phạm Công Trứ nổi tiếng là cậu bé thông minh, đĩnh ngộ, giỏi thơ văn. Năm 29 tuổi, ông đỗ tiến sĩ và được bổ làm Hàn Lâm Viện Hiệu Thảo. Từ đấy, với tài năng của mình, ông trở thành vị quan giữ vị trí trọng yếu của triều đình nhà Lê suốt 40 năm, được vua phong 4 chữ Trung Hưng Hiền Tướng. Không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, vào thời Minh Mạng thứ hai, làng còn được nhà vua phong 4 chữ vàng, Mỹ Tục Khả Phong, để lưu danh ngôi làng có nhiều nếp sống đẹp,
Vì vậy, làng Liêu Xuyên còn được mang tên Thanh Xá với ý nghĩa là làng Thanh Bạch. Để thế hệ mai sau tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân Thanh Xá đã có nhiều cách làm hay. Ngày giỗ của cụ là ngày 28 tháng 8. Thế cụ còn đủ lễ tế riêng thì là coi như vào đầu năm. Thế thì nhân dân đều tổ chức rất là long trọng. Và hàng năm ấy thì là chúng tôi đều nói chuyện với các cháu thiếu nhi về cái công lao to lớn của hai cụ, đầu làng Thái Tể, cuối làng Trạng Nguyên, để các cháu truyền cho các cháu một cái sức mạnh tinh thần. Cho nên là làng Thanh Xá chúng tôi, các cháu đỗ đại học có quá những năm tới trên 30 cháu. Chúng tôi cũng đã dịch ra các cái bia của cụ Phạm Công Chứ để lưu giữ lại và để cho nhân dân biết được cái công lao to lớn của cụ. Và cũng đấy là một cái niềm vinh dự để cho dân làng, để nói các cháu thế hệ trẻ nói theo. Thông qua những buổi trò chuyện, những lễ hội được lưu giữ, những cuốn sách được nhân dân dịch lại đã giúp cho thế hệ trẻ thêm yêu mến, tự hào về quê hương mình. Hàng năm là các cụ trong làng đã tổ chức các buổi nói chuyện về Trạng Nguyên, Đỗ Thế Diên và Tể tướng Phạm Công Trứ. Con rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Làng cổ Liêu Xuyên Thanh Xá hôm nay dường như vẫn vang vọng âm hưởng của lịch sử với bề dày truyền thống văn hóa của ông cha để lại. Người dân vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy. Đối với người Việt, Tết không chỉ là thời điểm quây quần sum họp bên người thân, gia đình, mà còn là dịp thăm hỏi, tri ân thầy cô và làm đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ngày mùng 3 Tết, gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Phương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên đón những vị khách đặc biệt. Đó là những học sinh lớp 9A do thầy chủ nhiệm. Dù vẫn thường gặp học sinh ở trường ở lớp, nhưng với thầy Phương, cảm xúc hôm nay đặc biệt hơn nhiều. Bỏ lại đằng sau là cổng trường, đằng sau là lớp học, đằng sau là bài giảng thì chỉ còn lại là tình thầy trò. Đó là sự gắn bó, đó là sự thân thiết, đó là sự keo sơn mà mình cảm thấy là thật sự xúc động các con như là những người con của mình. Năm vừa qua, lớp 9A có 28 học sinh tham gia 6 đội tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 24 em đạt giải. Cả 6 đội tuyển đều có giải nhất. Với thầy Phương, đây là món quà xuân quý giá nhất. Từ khi ra trường đến nay, những cựu học sinh trường Trung học phổ thông Văn Giang mới có dịp gặp gỡ lại cô giáo của mình. Gặp lại người đã truyền dạy kiến thức cho mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ là dịp cả nhóm thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn thầy cô mà còn là cơ hội để thầy trò gặp gỡ cùng tâm sự, chia sẻ của bản thân trong năm, từ việc học hành đến chuyện tình cảm hoặc đơn giản là kể những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống. Mình cảm thấy rất là vui, vì các em ra trường rồi, vẫn cứ nhớ đến thầy cô, thấy các em ngày càng trưởng thành hơn, giúp cho mình thêm yêu nghề hơn, tự tin hơn, rồi là quyết tâm hơn nữa trong cái sự nghiệp trong người của mình. Bọn em là sinh viên năm nhất, cho nên là những ngày nhà thực sự rất là có ý nghĩa. Mọi người còn chưa biết nhau, rõ nhau là học trường gì và ngành gì, thì đây cũng là dịp để bọn em và thầy cô có thể ngồi lại với nhau để hỏi han nhau những ngày tháng mà mình đã học ở giảng đại học nó sẽ như thế nào. Ngày đầu xuân, thầy trò quây quần bên nhau, hình ảnh rất đơn giản nhưng thật đẹp và đầy ý nghĩa, khẳng định giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo trong đời sống tinh thần của người Việt, một nét đẹp mà những giá trị của người thầy không hề bị ảnh hưởng hoặc tác động bởi cơ chế thị trường. Thưa quý vị và các bạn, gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Lạc Dục là chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tiên Lữ, lớp lớp người dân xã Đức Thắng không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng đấu tranh giành độc lập, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Giữa lúc phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra sôi nổi ở các địa phương, ngày 22 tháng 5 năm 1942, chi bộ Lạc Dục dị chế được thành lập. Đây là chi bộ đảng đầu tiên ở huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo thành lập lực lượng vũ trang nhân dân,
tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Cuối năm 1946, chi bộ đã kết nạp đảng viên ở 12 xã và cơ quan huyện. Đây là lớp đảng viên nòng cốt tiến tới thành lập đảng bộ huyện Tiên Lữ. Sau khi thành lập, phải nói là địa phương có những cái chuyển biến rất là rõ rệt. Lính lệ về để nó bắt nhân dân nộp thuế đấy. Thế mà có rất nhiều lính mà nó lưỡi lê tuốt trần. Nhưng mà khi mà chi bộ vận động là chống thuế thì đánh chống Ngũ Liên một cái thì lập tức là những người ở dưới đồng cày cuốc, vác cày cuốc lên và cả làng tập trung đông để đấu tranh với những cái bọn lính ấy. Chi bộ luôn luôn lúc nào cũng là cái người mà dẫn đầu để mà thúc đẩy phong trào. Thế và đến giờ nhé, trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới ấy, thì chi bộ là vẫn đóng cái vai trò rất là chủ chốt. Phát huy truyền thống của quê hương, đến nay Đảng bộ xã Đức Thắng đã phát triển trên 260 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, trong đó chi bộ Lạc Dục có 62 đảng viên. Chi bộ Lạc Dục nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện. Xã Đức Thắng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 2, hạng 3, huân chương lao động hạng 3. Theo cái nghị quyết của cấp trên và giao trách nhiệm cho từng đồng chí chỉ huy viên một để như vậy là phụ trách từng mảng. Thì hàng tháng, thì hàng quý thì chúng tôi đều có cái công tác kiểm tra giám sát. Phát huy truyền thống của quê hương, những năm qua, thôn luôn đi đầu toàn xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Toàn thôn có hơn 20 hộ nuôi lợn với quy mô lớn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Thành lập hợp tác xã kiểu mới chăn nuôi Đức Thắng, thôn có 30 hectare chuyển đổi sang trồng cam bưởi và thanh long cho hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một người trên năm. Đảng bộ chúng tôi xác định là tập trung cao cái sự lãnh đạo và đặc biệt là làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động lấy từ chi bộ Lạc Dục để nhân lên điển hình của các thôn, làm sao tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Với truyền thống cách mạng, ý chí vươn lên trước mọi khó khăn, thôn Lạc Dục đã và đang tạo nên những thành tích mới trên con đường xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong những năm qua có vai trò to lớn của đội ngũ doanh nhân, các chủ doanh nghiệp. Sau đây chúng ta cùng nghe những kỳ vọng mong muốn của các doanh nhân trong năm mới 2020. Năm mới, thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi xin chúc các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh năm 2020 và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và làm giàu cho quê hương tỉnh Hưng Yên. Và chúc các doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, thành công và chúc mừng năm mới. Với sự đoàn kết, quyết tâm và với tinh thần của người lao động thì chúng tôi cũng xác định mục tiêu chính là nhằm là nâng cao cái thu nhập và giảm giờ làm cho người lao động. Để làm sao người lao động là an tâm khi làm việc ở tại Tiên Hưng. Doanh thu chúng tôi sẽ đặt mục tiêu là tăng trưởng khoảng 10%. Để đạt được cái kỳ vọng và cái mục tiêu mình đặt ra, chúng tôi đã đặt lộ trình xây dựng nhà xưởng, cải thiện lại nơi làm việc cho người lao động từ năm 2018. Đầu xuân 2020, tháng 2 thì chúng tôi đồng loạt chuyển người lao động lên khu vực sản xuất mới, tức là khu vực hiện đại, đầu tư các thiết bị tiên tiến và hệ thống điều hòa trung tâm để cải thiện nơi làm việc người lao động, cũng như là nâng cao cái năng suất và để tăng trưởng cùng với toàn ngành may Việt Nam. Doanh nghiệp chúng tôi cũng rất là mong muốn và kỳ vọng là doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên cả nước là ngày một phát triển và chung tay kết nối để cho các doanh nghiệp doanh nhân làm ăn được thịnh vượng và phồn vinh, và kính chúc tất cả doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn của cả nước là một năm sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng tôi mong muốn năm 2020 sẽ có nhiều cơ hội để phát triển thuận lợi hơn nữa, sẽ nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa để góp phần cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao cái đời sống cho cán bộ nhân viên và có cái đóng góp cho quê hương đất nước. Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều cái cơ chế chính sách mới tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.
Năm 2019, công ty điện lực Hưng Yên đạt được những thành tựu quan trọng với cả 5 tiêu chí trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây sẽ là điểm tựa cho năm 2020 với những kỳ vọng mới khi mùa xuân đang đến. 5 tiêu chí trọng tâm gồm an toàn lao động, tỷ lệ áp dụng công nghệ vào sản xuất, duy trì tốt 5S, tổn thất điện năng và đạt doanh thu cao. Theo đó, công tác an toàn lao động được đảm bảo trong toàn công ty, được đảm bảo tốt, không để xảy ra tai nạn lao động. Công ty đã áp dụng 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Tổn thất điện năng nằm trong nhóm 3 công ty trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có tổn thất điện năng thấp nhất và thấp hơn so với kế hoạch từ 0,3 đến 0,5%. Nhờ áp dụng công nghệ 4.0 nên công ty đã giảm được chi phí đi lại, chi phí thông tin quảng cáo. Trong phong trào áp dụng sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, Điện lực Kim Động dẫn đầu với 5 sáng kiến, trong đó cá nhân trưởng phòng kinh doanh Lê Văn Thông có 2. Qua đó, góp phần vào thành công trong quản lý kinh doanh điện của đơn vị. Với cá nhân tôi thì đã góp gọi là 2 cái đề tài cải tiến và hợp lý hóa sản xuất, góp phần nâng cao cái hiệu quả của sản xuất kinh doanh của Điện lực Kim Động và công ty Điện lực Hưng Yên. Năm 2019, công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong bán điện thương phẩm với trên 4.130 triệu kWh điện năng, đạt trên 7.250 tỷ đồng. Qua đó là công ty xếp thứ 3 có doanh thu cao nhất của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Thời gian tới tiếp theo thì công ty cũng đẩy mạnh cái công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện và sửa chữa lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, làm sao là kết thúc trước 30 tháng 4 để đảm bảo cung cấp điện là ổn định và an toàn trong cái dịp hè nắng nóng 2020. Và cũng tiếp tục là làm sao phối hợp được với các ban quản lý dự án là đưa được 5 cái dự án 110 kV trọng điểm trên bàn tỉnh vào vận hành. Từ những thành tích đã đạt được năm 2019, công ty Điện lực Hưng Yên đã được tổng công ty trao cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Được biết, năm 2020, công ty đã đưa vào kế hoạch 5 dự án lớn gồm nâng công suất trạm biến áp 110 kV Văn Giang, Khoái Châu, Như Quỳnh, xây mới trạm biến áp Bãi Sậy và dự án cải tạo đường dây 500 kV cấp điện cho khu công nghiệp Vô Nối. Cùng với đó, công ty đã nâng cấp hệ thống dây truyền tải đảm bảo sự phát triển đồng bộ của toàn hệ thống, qua đó cơ bản đáp ứng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2022. Bánh âm hay còn được gọi là bánh xo, một loại bánh được làm từ những nguyên liệu hết sức bình dị, dễ làm mà ngon đến đặc biệt. Đây cũng là loại bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Nguyên liệu để làm bánh âm là những loại cây rất gần gũi với bà con nông dân như gạo nếp cái hoa vàng, lá dong và các loại thảo mộc. Những vị thảo mộc này sau khi phơi khô được đốt thành tro, đem lọc rồi ngâm với nước vôi trong. Nước này sẽ được dùng để ngâm gạo. Gạo sau khi ngâm 12 tiếng sẽ được gói bằng lá dong rồi đem luộc trong 3 tiếng thì vớt ra. Công đoạn làm bánh âm, cái khó nhất đó là chọn các vị thảo dược. Những loại thảo dược gồm có vỏ bưởi, quả xoan, vỏ đỗ, diêm đúc cái, rau rèn, vân vân. Tối thiểu từ 5 đến 10 loại. Khó thứ hai đó là cách pha chế đúng liều lượng công thức giữa ngâm gạo và nước. Với công thức là 1 ca gạo thì với 1 lít nước thì nó mới tạo được cái nước đảm bảo cho bánh rèn dẻo, thanh, mát. Vào dịp Tết Nguyên đán, bánh âm là món ngon không thể thiếu trên bàn thờ cúng gia tiên của người dân nơi đây và làm quà tiếp đãi khách đến thăm nhà. Bánh âm ngon hay không, nhìn vào đã nhận biết được. Khi bóc bánh, cả chiếc bánh ánh lên màu hổ phách trong suốt, tựa như một khối ngọc, ấy là bánh ngon. Khi ăn, chấm bánh vào đường hoặc mật mía rồi thưởng thức. Bánh có vị ngọt thanh, mát, pha chút nồng nái của nước cho, ăn thế lạ miệng mà không chán ngấy. Với đặc tính thanh mát, bánh còn có tác dụng thanh nhiệt cho cơ thể. Thị trấn Như Quỳnh của chúng tôi có 5 thôn và 1 phố. Nói chung là ngày Tết thì truyền thống làm bánh âm của chúng tôi nó có từ lâu đời. Và hầu như thôn nào cũng các gia đình đều làm bánh âm để cúng gia tiên và mời khách đến chơi. Nếu thiếu bánh âm thì coi là thiếu hương vị ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn,
Trong 4 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 Tết, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện xử lý 147 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 168 triệu đồng. Phòng cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 86 triệu đồng, tạm giữ 3 xe ô tô và 5 xe mô tô. Đã xử phạt 1 trường hợp người điều khiển phương tiện xe ô tô trên 0,4 mg trên 1 lít khí thở với mức 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Thay mặt những người làm chương trình, một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.